Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình, Cupitec đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái chiêu để các bạn dùng trong cái lĩnh vực là lượng giác. Cái tuyệt chiêu này gọi là đường tròn lượng giác. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ đường tròn lượng giác cũng như là cái cách mà chúng ta đọc hoặc là chúng ta sử dụng nó như thế nào trong toán học nhé. À thì cái này á, các bạn có thể vừa dùng trong toán mà cũng dùng trong lý cũng được nữa. Rất là thú vị đúng không? Chúng ta cùng vào video này thôi. Ok các bạn, thì để trước khi mà để một vô cái đường tròn lượng giác á, chúng ta sẽ cần ha, trước tiên là compa nè, thước thẳng và thước đo độ nha. Eke cũng được. Rồi Eke là ok nhất. Thước, compa và bút. Xong ba cái thì chúng ta sẽ vẽ một cái đường tròn. Đương nhiên là mình vẽ tay thì sẽ xấu rồi, nên mình mới kêu các bạn là vẽ bằng compa. Nó sẽ như thế này. Các bạn học cấp 3 thì có thể đã gặp qua cái này ở đâu đó rồi ha. Cái trục ngang này sẽ là trục cos nè. Trục này là trục sin. Thì trước khi mà vào á, thì mình sẽ cho các bạn một cái mẹo. Đó là năm cái giá trị đặc biệt của các cái cung lượng giác á, nó sẽ là 0, 1, 2, 3, 4, đúng không? Và chúng ta sẽ lấy căn của tất cả, rồi chia cái này cho 2 thì mình sẽ có 5 giá trị là 0, căn 0 chia 2 là 0, căn 1 chia 2 là 1/2, căn 2 chia 2 là căn 2 chia 2, căn 3 chia 2 là căn 3 chia 2, và cuối cùng là bao nhiêu? 1. Đó, đúng không? Thì khi mà mình giống lên này thì mình sẽ có là 30 độ nè. Lấy đại thôi, không có chính xác nha. 45, 60, bên này cũng vậy. Mình sẽ làm một bên và cái bên còn lại các bạn tự suy. Và cái này nó sẽ có cái giá trị là pi chia 6. Cái này là pi chia 4. Cái này là pi chia cho 3. Cái pi này á, đối với cung lượng giác thì pi nó sẽ tương đương với 180 độ. Còn cái này 90 thì nó sẽ là pi chia 2. Cái này là pi. Cái này là 3 pi chia 2 hoặc là trừ pi chia 2. Cái nào cũng được, nếu mà đi ngược về thì là trừ pi. Cái hướng của cung lượng giác nó sẽ như thế này. Nó sẽ đi ngược chiều kim đồng hồ ha. Thì khi mà vào cái bài toán á, ví dụ như xác định cos 30. Nhìn vào đây, cos 30 đúng không? Thì các bạn kéo xuống. Các bạn thấy nó gần 1 nhất thì cái này là căn 4 chia 2, 4. 4 lấy căn là 2 thì cái này là 1, sorry. Thì cái căn 3 chia 2 nó gần 1 nhất đúng không? Thì cái 30, cos 30 này nó sẽ bằng là, cos 30 này nó sẽ bằng là, đây, cos 30 nè, nó sẽ bằng là bao nhiêu? Căn 3 chia 2 đúng không? Các bạn nhớ là cái này là 0, cái này là 1. Khoảng cách từ đây đến đây là 1 đơn vị, nó gọi là đường tròn đơn vị á. Đây nó là 1. Thì trong khoảng này thì nó sẽ nhỏ hơn 1 là cái chắc rồi. 45 này kéo xuống là căn 2 chia 2. Đúng không? Căn 2 chia 2 á, thì nó sẽ lớn hơn. Mình không biết cái này là bao nhiêu, nhưng mà căn 2 là 1,4. Cái này là 1 thì đương nhiên 1,4 nó phải lớn hơn 1. Thì cái này chắc chắn là nó phải lớn hơn 0,5. Cho nên là cái 60 á, thì nó sẽ nằm ở giữa. Đây, 45 thì nó sẽ ở đây. Nghĩa là mình gọi là mình giống xuống để mình xem cái giá trị của nó ấy. Thì cái cos 30 nó gần 1 nhất thì nó sẽ là căn 3 chia 2 đúng không? Rồi cái cos 45 nó sẽ là cái gì? Cos 45 thì nó sẽ giữa một, nó sẽ giữa một nửa, cái này là 0,5, nó giữa một nửa và nó gần một nửa hơn thì nó sẽ là căn 2 chia 2. Cái cos 60 á thì nó ngay ở giữa thì nó sẽ là 0,5, nghĩa là 1/2 đúng không? Và cái cos của 90 thì 90 nè, giống xuống thì nó là 0 đúng không? Vậy cos 90 nó bằng 0. Xong. Bây giờ tới sin. Sin thì cũng vậy thôi. Sin nó thì 30 ở đây đúng không? Các bạn kéo qua. Wow, còn nữa luôn. Vậy là sin của 30 thì nó bằng bao nhiêu? 1/2. Sin 45 nó bằng bao nhiêu? Kéo qua đây. Nó gần 1/2 hơn, nhưng mà nó chưa tới 1 đúng không? Thì nó là căn 2 chia 2. Cái nào mà gần 1/2 nhất là nó ấy. Rồi cái sin 60 kéo qua đây nó gần 1 đúng không? Sin 60 nó gần 1. Cái này mình vẽ hơi sai rồi.
Nhưng mà vẽ thước thì chắc chắn sẽ đúng, thước và combo là sẽ đúng nha các bạn. Nó sẽ bằng là căn 3 chia cho 2 sin 90, thì nó sin 90 là ở đây ngay cái đỉnh luôn. Ngay cái đỉnh giống lên, không ở đây, ngay đỉnh là 1. Đó. Thì bên này cũng vậy, ví dụ như sin của 135 độ chẳng hạn. Sin 135 thì các bạn giống xuống đây. Cái này là 1, cái này là trừ 1 nè. Sin của 135 nó là bao nhiêu nè, nhìn đây. Sin, trục sin là cái trục thẳng nè, đúng không? Trục sin là cái trục thẳng. Thì sin của 135 các bạn kéo xuống đây. Cái này là 120 nè. Cái này là 135, kéo xuống đây thì nó sẽ là xin lỗi, kéo qua đây nha. Xin lỗi. Sin, nhìn theo sin, cái này là sin. Kéo qua đây thì sin của ví dụ 135 nó là bao nhiêu, căn 2 chia 2 đúng không? Còn sin 120 thì trên đây thì nó là một nửa. Sin 120 nó trên đây thì nó là căn 3 chia 2. Các bạn kéo qua đây nè, kéo qua trục sin. Đó. Còn ví dụ sin cos đi. Ví dụ như cos của 135 đi. Thì nó bằng như thế này. Cos thì các bạn sẽ kéo xuống đây. Tại trục cos là trục nằm ngang, thì mình phải giống xuống mình đo đúng không? Mình đo là đo như thế này. Thì nhìn nè, cái trục này là, cái này là trừ 1, ở dưới này nó cũng là trừ 1 luôn, trừ 1 của sin. Thì cái trục cos nó đây nè, kéo xuống thì nó, thì cái này á, các bạn nên làm thêm cái 120 đây. 120 là nó là một nửa nè. Cái này là trừ 0.5 là 120. Thì cái này á, nó gần, nó giữa, nó gần 0.5 hơn, đúng không? Nó gần 0.5 hơn thì nó sẽ là căn, nó sẽ là trừ, dấu trừ nha, trừ căn 2 chia 2. Đó. Cái này nó sẽ là cos 150, nó sẽ là trừ căn 3 chia 2. Đó. Thì ví dụ như cos của 200 mấy độ chẳng hạn, thì các bạn cứ giống lên đây thì nó sẽ là, giống lên đây thì nó sẽ là âm. Còn từ 207 lên tới 306 hoặc là 0 á, thì lên đây thì cái cos nó sẽ dương lại. Thì cái điều này á, các bạn nếu mà gọi là nhớ thì rất là lâu, nhưng mà nếu các bạn vẽ cái đường tròn lượng giác và các bạn cứ giống xuống, ví dụ như cái này đi, giống xuống nó là bao nhiêu đó, nó âm hay dương chẳng hạn, thì rất là dễ nhìn. Cái này các bạn nào mà học cái cung liên kết ở trong lượng giác ở lớp 10 á, thì các bạn nhìn cái chuyện mà âm hay dương bao nhiêu độ rất là dễ, rất là sướng luôn. Cứ nhìn vô một phát cứ kiểu như chấm đại nó, biết nó thuộc góc phần tư thứ mấy. Nghĩa là cứ mình sẽ chia ra này, cái này là một nè, góc phần tư thứ nhất nè, góc phần tư thứ hai nè, góc phần tư thứ ba, góc phần tư thứ tư. Mình cứ xác định là cứ mỗi 90 độ là nó sẽ như thế nào, và cứ giống xuống trục cos hoặc là giống qua trục sin là sẽ biết ngay. Và thêm một chuyện nữa ha, mình sẽ vẽ một cái đường tròn khác, thêm một chuyện nữa. Ui, xấu ha. Đây, trục này trục sin, trục này trục cos. Mình ví dụ nha, mình sẽ lấy đại một cái góc nào đó, mình không biết góc này, mình không biết góc này là bao nhiêu độ. Góc kéo từ đây qua đây, mình không biết góc này là bao nhiêu độ cả. Nhưng mà các bạn có thấy một cái điều không? Bây giờ ha, bây giờ khi mà mình lấy cái điểm này là mình kéo xuống, thì cái đoạn này nó sẽ bằng cái nó sẽ bằng cái đoạn này đúng không? Đúng không? Cái đoạn bên tay phải mình nó sẽ bằng cái đoạn bên tay trái. Đó, nhưng mà theo mình sẽ gọi tam giác O đi. Tam giác A, B. Theo Pythagore á, thì O, B, bình nó bằng cái gì? O, A, bình cộng A, B, bình đúng không? À, nhưng mà O, B, bình á, thì mình đã nói cái này là cái đường tròn đơn vị, thì nó phải bằng một bình O, A. OA nó là cái giá trị của cos, đúng không? Giá trị của cos bình x đi, cộng cho giá trị của sin bình x. Và một bình bằng 1, cái này nó là sin bình cộng cos bình. Đây là mình chứng minh cho các bạn cái công thức mà sin bình cộng cos bình bằng 1 qua cái đường tròn lượng giác này. Và thêm một cái là tan x nhân cotan x bằng 1. Thì tại sao? Tại vì á, tan là gì? Sin chia cos đúng không? Nhân cho cos
chi xin, mình lười ghi chữ ít quá, xin mất code, code mất thì còn một. Đó, vậy là mình đã làm cho các bạn về cái đường tròn lượng giác, cũng như là mình chứng minh cái công thức xin bình cộng cos bình bằng 1 thông qua cái đường tròn lượng giác này cho các bạn. Hy vọng là các bạn có thêm những cái kiến thức cũng như là có hứng thú trong cái môn toán hơn. Xin chào và hẹn gặp lại, Tân và Thông.